Trả lời cho tao biết, tại sao mày đối xử với tao như vậy? Mày ở với nó bao lâu rồi? Nói. Giờ tao nói nè. Mày khỏi nói. Mày ra đường mày ngoại tình như vậy mày nói cái gì nữa? Tao bắt mày tại giường mày tính chối hả? Mày chối nè. Vậy mày nói chi? Mày mở miệng ra là tao biết mày muốn nói cái gì rồi. Mày biết nó lấy ai không? Nó lấy nhỏ khách hàng mua kem của con á. Cái con mình nickname tên là heo con ủng ỉnh, mẹ nó. Con nghe từ lâu lắm rồi. Mỗi lần con livestream con chửi ông này là vô bình. Tưởng khách hàng quan tâm, ô bế chăm sóc như khách VIP. Cho thằng này đi giao hàng tận nơi. Tới nơi nó lấy hàng lấy luôn chồng mình, ok không? Xuất sắc nhận. Giờ sao? Giờ mày giải quyết chuyện này sao? Mày tính không xong mày chích mẹ mày với tao. Nhẫn ơi, sao mày tệ vậy Nhẫn? Sao mày đi lấy người ta? Mấy bà ngoại với mẹ cho con ly dị được không? Với con cũng mệt rồi. Má! Mày nói gì Nhẫn? Nói gì vậy? Mày phải xin lỗi tao! Mày bị điên hả? Nói gì vậy? Mày phải xin lỗi tao! Mày điên anh Nhẫn! Ngừng đi! Trời ơi, mày chửi nó hoài sao nó nói? Mày dữ quá à. Mày dữ giống ai vậy? Cũng mày. Chồng yêu, chồng thương, thiếu điều mày muốn đội lên đầu luôn vậy đó. Chồng là mày chọn, khổ là mày chịu đi. Còn thằng kia, mày với con kia mối quan hệ làm sao? Tao muốn chính miệng mày nói. Này, con kia cũng mới quen thôi. Nhưng mà thì có làm sao không được. Nói chung là cho con dừng đi. Con không muốn sống vậy nữa. Con đó có gì hơn tao? Cái con đó có gì hơn tao mà giờ mày đối xử với tao vậy anh Nhung? Không phải là có gì hơn bà, nhưng mà ít ra tôi sống nữa, tôi cảm thấy tôi còn là thằng đàn ông. Tao làm cái gì để mày thấy mày không còn là đàn ông? Tao đã làm cái gì cho mày? Tao làm cái gì mày nói cho tao nghe đi. Mày đang làm đó. Nói thiệt, ở nhà này nhiều khi tao nói không hết một câu nữa. Chưa xong là mày chửi, còn mấy bà chửi. Tao thì tao không làm gì cái gì mà vừa lòng với gia đình mẹ chứ á. Xin lỗi đi, thằng Nhuận này thương gia đình mới ở đây làm phụ thôi. Chứ nếu không tôi đi ra ngoài tôi làm, người ta cũng trả tiền tôi vậy. Nhiều khi còn nhiều hơn cái gia đình này nữa. Mà ra ngoài kia người ta cũng coi trọng tôi hơn. Tại sao tao phải coi trọng mày? Mày làm cái gì bắt tao coi trọng? Sáng mày đi giao hàng cho vợ mày, rồi mày qua mày phụ tao, rồi xong tới tháng mày lãnh lương. Rồi mày đi nhậu, rồi mày sướng chết mẹ luôn như vậy mà mày không thấy được mày sao? Giờ mày muốn gì nữa? Mày muốn coi trọng thì mày phải phấn đấu chứ. Còn có phấn đấu? Con có phấn đấu. Con phấn đấu hàng ngày chứ bộ. Là mẹ không thấy thôi. Mẹ chỉ dòm vô cái khuyết điểm của người ta, mẹ không nhìn vô cái ưu điểm của người ta. Nói gì không có, làm sao được không có. Bây giờ thằng Nhuận này có thể tệ thiệt nè. Mẹ tao địch thúi tao ở giờ nè. Tao kiếm tiền ít mà tao kiếm cũng ít hơn mày thôi, chứ đâu phải là tao đi ăn cướp giật gì đâu. Rồi thí dụ tao đi nhậu đi, tao thích ở gần bạn bè tao xíu thì nói chuyện cho vui. Tại vì nhiều khi mình ở ngoài kia mình xỉn, thì trong lúc mình xỉn mình sẽ không thấy mình bị coi thường. Nhưng thì nhậu chút xíu là mẹ gì giữ gì mà cái gì cũng chữ. Phấn đấu bao nhiêu cũng không vừa lòng với hai mẹ con này. Tao nói thiệt mày, thí dụ mà tao tệ như vậy thì mày kiếm thằng nào khác mày lấy. Mà thí dụ nó có tốt như vậy thì nó có chịu nổi cái nết của mày không? Nhuận, mày ngoại tình là mày đang sai đó. Mày nói hồi y như gia đình này có lỗi với mày vậy. Đang sai mà, cũng biết mà. Rất là nhiều lần là cũng muốn ngưng với nhỏ đó rồi. Cũng biết mình bậy rồi, cũng nói là thôi gán tối nay mình về, mình thôi với nó. Mình về với vợ mình, nhưng mà má mỗi lần con về là mẹ với vợ đẩy con đi xa. Con nói thiệt là con có cố gắng để không có phải xảy ra cái chuyện này rồi. Con có cố gắng mà ta... Ai con có lỗi?
ai cũng có lỗi hết. Nhưng tại sao ai cũng nghĩ mình là nạn nhân vậy? Nhật ơi, Nhật ơi, Nhật. Sao mày chửi mày thiệt như mỗi lần mẹ chửi á là tao bênh mày mà Nhật. Sao lần này mày làm tới nông nỗi mà tao tìm cái lý do tao bênh mày cũng không có nữa vậy Nhật.